nào muốn xem sẽ lên đây nha. Rất đẹp. Nhìn đi. Cái tảng đá này to kinh khủng. Thôi lên em ơi. Mừng bấm sẽ nón đấy. Khửng nước lên. Ôi toàn chân đây anh ơi. Ôi. Ui để hai mấy cổng hỉ mừng bắt cái cổng đi đây. Cổng. Này, bấm vào cái trắng trắng này nhá. Vừa quê vừa bấm. Đừng có bấm vào cái chỗ đỏ đó đấy. Được nhá. Được chưa? Ôi trời, thẳng người lên. Đừng cong người. Không nhìn thấy gió năm chục ạ. Được rồi. Xuống đi. Tắt đi, tôi quay rồi đấy. Lên từ bài không? Muốn rồi gì? Lên này. Đấy. À đến di tích quốc gia rồi. Đến cổng hang động rồi. Danh lam thắng cảnh. Thắng cảnh. Hang hang gì nhỉ? Hang động chua ta. Đây gọi là hang động chua ta. Hái hao nào chú hỉ. Mưa nắng nó để mưa rú hẳn văn vi bảng di tích quốc gia nó. Ừ. Hao này. Vừa mệt, nó ngồi gì mệt cái này. Chụp trên chụp xuống dưới và từ dưới chụp lên trên nhá. Đã hệ mua điện viên. Viên. Thằng ở ba đấy, cái này để năm máy, ông bớt nữa lọ bay. Con trai trắng năng vọt tiền bón đấy. À đây, có cửa hang rồi đây. Có cửa hang rồi đây. Cho cảm ơn loại nâng nở quả mà. Đấy, có cửa hang rồi. Ý để phòng mê rồi. Ừ. Ô, bác Thành có vật chui được không? Lên cho cô này. 8 mét.